Trong phần video này thì chúng ta đang quay bé mèo Silver, màu Silver của mình và đang mặc một cái váy, không phải một cái váy, đây là một cái áo body sát nách màu cam nâu, cực kỳ là hấp dẫn. Với cái màu một cái màu áo như thế này sẽ làm nổi bật lên bé mèo của ta, cái màu lông Silver. Bé đang nằm ở một góc tường ở đây, góc sân nhà mình. Hy vọng các bạn sẽ thích video trên kênh Thú Tình Mèo của mình để có thêm động lực làm video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Các bạn xem video của mình thấy hay hãy like, đăng ký kênh, ủng hộ channel Thú Tình Mèo.